Bậc tam cấp là bộ phận xuất hiện ở hầu hết các công trình nhà ở dân dụng, biệt thự hay các công trình công cộng. Rất nhiều người thắc mắc cách tính bậc tam cấp chuẩn như thế nào, kích thước bậc tam cấp ra sao. Hãy cùng tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay của Boss Home. Mặc dù nói bậc tam cấp là thông dụng, tuy nhiên vẫn có khá nhiều hiểu lầm trong cả cách nói và khi xây dựng bậc tam cấp. Trước khi xét đến tính phong thủy, xem bậc tam cấp có mang lại vượng khí cho gia chủ hay không, thì trước hết nó phải được đảm bảo các yếu tố tối thiểu để mang đúng ý nghĩa của bậc tam cấp chuẩn. Ở đây có hai khái niệm cần xét đến, khái niệm bậc chỉ những bậc được xây lên và khái niệm cấp nhị cấp hay tam cấp. Chúng ta hãy xét đến các trường hợp sau. Trường hợp 1, bậc 1 của bậc tam cấp 1 và sân ngang nhau. Điều này có nghĩa là phải đào sân lõm xuống một khoảng để đặt tam cấp vào. Do một bậc đã trùng với sân nên chỉ còn lại hai bậc lúc này được gọi là nhị cấp. Tuy nhiên trường hợp này rất hiếm gặp trên thực tế. Trường hợp 2, bậc 3 của bậc tam cấp 3 và nhà ngang nhau tạo thành một mặt phẳng. Lúc này tam cấp cũng chỉ còn lại là nhị cấp do bậc 3 đã trùng với nhà. Từ hai trường hợp trên có thể rút ra được, bậc tam cấp chỉ thực sự là bậc tam cấp chuẩn khi chúng được thiết kế và xây dựng với bậc 1 cao hơn sân và bậc 3 thấp hơn nhà. Hay để dễ hình dung hơn, bạn có thể tưởng tượng bằng cách làm một chiếc cầu thang có 3 bậc rồi mang nó đặt vào chỗ tiếp giáp giữa sân và nhà. Nó sẽ giúp cho mọi người thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Cách tính bậc tam cấp theo thiên địa nhân. Như đã nói ở trên, cái tên tam cấp vốn dĩ xuất hiện từ xa xưa. Và theo quan niệm của ông cha ta, tam cấp chính là sự tương ứng với thuyết tam tài, thiên địa nhân. Đây là một trong những lý thuyết hàng đầu của văn hóa, cũng như nhân sinh quan của người Á Đông. Học thuyết này nói lên sự hòa hợp giữa con người và trời đất. Đây là điều mà phong thủy luôn hướng tới, trong mối tương quan giữa phong thủy và kiến trúc. Thì ngôi nhà nơi chúng ta sinh sống hàng ngày chính là đại diện cho sự hòa hợp đó. Muốn làm điều gì đó thuận lợi luôn phải đảm bảo 3 yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Nơi đặt bậc tam cấp khoảng tiếp giáp giữa sân và nhà chính là khoảng chuyển giao không khí giữa trong nhà và thiên nhiên, là nơi đất trời hòa hợp. Do đó ngụ ý 3 bậc tam cấp tương ứng với thiên địa nhân là mong muốn có thể gia tăng vận khí tốt đẹp cho ngôi nhà, mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ. Ngày nay, do địa hình, quy mô công trình mà tam cấp có nhiều biến thể. Không phải là 3 bậc nữa mà có thể là 5-7-9 bậc. Sở dĩ người ta chọn các con số lẻ là để đảm bảo sự tương ứng với 3 yếu tố tượng trưng thiên địa nhân. Ngoài ra trong phong thủy, số lẻ được coi là số dương, số chẵn là số âm, nên số lẻ thường được sử dụng nhiều hơn. Một ý nghĩa khác trong phong thủy khi thiết kế bậc tam cấp với số lượng là 5 bậc. Đây có thể là cách tính bậc tam cấp dựa theo 5 yếu tố ngũ hành bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Tùy thuộc công trình, tuổi hoặc mệnh của gia chủ mà lựa chọn số bậc cho hợp lý. Cách tính bậc tam cấp theo sinh lão bệnh tử. Sinh lão bệnh tử vốn dĩ là cách tính thường được áp dụng cho cầu thang trong nhà, không dùng cho tam cấp. Tuy nhiên, theo một số trường phái, bậc tam cấp cũng là một phần của ngôi nhà, không thể tách rời với các kiến trúc khác nên cần được thống nhất theo một cách tính. Vậy thì cách tính bậc tam cấp theo sinh, lão bệnh tử như thế nào? Rất nhiều người thắc mắc khi mang quy luật này vào áp dụng và gặp vướng mắc khi bậc tam cấp kết thúc ở chữ tử. Thực ra, chỉ cần biết cách đặt sinh ở đúng chỗ thì bài toán này sẽ được giải quyết rất dễ dàng. Nhiều người cho rằng nên tính sinh vào tam cấp 1, theo đó tam cấp 2 là lão, tam cấp 3 là bệnh và nhà sẽ là tử. Nếu tính ngược lại theo tuần tự như trên thì sân sẽ là tử. Tuy nhiên theo quan điểm chính thống thì sân là nơi giàu sinh khí, là vị trí mà mọi người bắt buộc phải đi qua mới vào nhà được. Chính vì thế, đặt sinh ở sân mới là hợp lý nhất. Theo cách này thì tam cấp 1 là lão, tam cấp 2 là bệnh, tam cấp 3 là tử và nhà sẽ lại là sinh. Như vậy cả nhà và sân đều rơi vào cung sinh, đây được xem là một cách tính bậc tam cấp chuẩn. Thiết kế bậc tam cấp với kích thước chuẩn. Số lượng bậc tam cấp phụ thuộc vào khoảng cách từ mặt sân hoặc mặt đất lên đến hiên hoặc nền nhà. Như đã đề cập ở trên, số lượng bậc thường được sử dụng cho nhà ở dân dụng là 1, 3, 5, 7, 9 bậc. Tuy nhiên, ngoài việc xác định vị trí và số lượng bậc, ta cũng cần quan tâm đến kích thước bậc tam cấp dân dụng nhất. Bởi bậc tam cấp có sự đi lại thường xuyên nên cần đảm bảo kích thước cổ bậc, chiều rộng bậc sao cho bước chân được thoải mái nhất. Kích thước bậc tam cấp chuẩn theo thước lỗ ban được khuyên dùng như sau. Chiều cao bậc thường rơi vào khoảng 15-18 cm. Ở một số công trình đặc trưng như bệnh viện, trường mầm non thì chiều cao cổ bậc có thể thấp hơn khoảng 10-12 cm. Chiều rộng mặt bậc linh hoạt 20-30 cm. Chiều dài bậc tam cấp phụ thuộc vào thiết kế và thực tế xây dựng từng công trình. Kích thước bậc tam cấp tương đương chiều rộng của sảnh chính bước vào nhà.
Những thiết kế có tiền sảnh rộng rãi thì bậc tam cấp cũng cần đảm bảo chiều dài đủ để ôm trọn lấy không gian của sảnh. Tam cấp có thể được xây ở một mặt tiền hoặc bao quanh 2 đến 3 mặt, tùy theo thiết kế và yêu cầu kiến trúc của từng gia chủ. Lưu ý trong quá trình thi công bậc tam cấp. Trong quá trình xây dựng bậc tam cấp, cần chú ý các góc cạnh, cũng như quá trình vận chuyển và vệ sinh đảm bảo sự nguyên vẹn của những phiến đá ốp. Việc này sẽ đảm bảo độ sáng bóng bề mặt, độ bền cũng như tuổi thọ cho bậc tam cấp nói riêng và toàn bộ công trình nói chung. Trong quá trình thiết kế và xây dựng bậc tam cấp, việc lựa chọn vật liệu, kích thước và màu sắc đều đóng vai trò quan trọng. Sự chú ý đến chi tiết và sự bền vững của công trình không chỉ tạo nên một không gian đẹp mắt mà còn đảm bảo tính tiện ích và thoải mái. Để biết thêm chi tiết và tư vấn, hãy liên hệ ngay tới Boss Home qua hotline 092 123 3456. Boss Home, nơi tạo nên không gian sống hoàn hảo.